đi bảo hiểm nào ở Việt Nam tốt hơn Puenso? Mày nói mày thằng này nó có 400 năm này lịch sử thế giới hơn Puenso nhiều lần. Sám, đây là. Nào. Bảo hiểm bây giờ bảo hiểm thành công nhất ở tại tỉnh Lào Cai. Không có thằng nào vượt qua được cái thằng bảo hiểm nhân thọ. Cái con này là hay bới, tao sẽ cổ vào. Sám. Con này cũng lớn, cũng đẹp, con sói là sủa đẹp. Những tai con này cúp một tí thì đẹp quá. Sao bác cả tai đâu cúp. Chuyên môn bới. Con sám này là con chó lài này. Lài này con kia cơ. Lài này cái con. Chỗ con thước nó lấy là bụng nhỏ, chân nó thế mà cho phải săn. Nói lợp này mấy người nữa cho gọi thì tôi sát tôi về mua mấy chân sắt nữa mà tôi rằng bây giờ buộc như này mua cái gạch về tôi xây cái trụ cột nó đứng. Vâng. Con này bắt chuột tốt. Con nó giờ bắt ba con cống to lành. Sói. Alo. Chó anh cần con chó gì nhỉ? À tại lúc ấy bảo bác hôm trước bác vào thì còn hôm sau bác vào thì người ta bắt hết ngay. Anh có bắt chó con hay chó to nhỉ? Chó con đợt này em hết rồi. Vâng. Giờ chắc qua tuần mới có đợt mới rồi. Giờ chó to đây này, chó giống to, 8 tháng với cả 9 tháng. Khoảng 6 triệu hoặc 8 triệu một con này. Anh cứ lên đây thì em đóng thùng rồi mang cho anh. Tại hôm... Dạ. Rồi ok anh. Màu đen màu vàng anh ơi. Vâng, màu xám nữa. Đen vàng anh. Vâng. Vâng được rồi ạ. Để em để dành nhá. Rồi được rồi, anh yên tâm, em biết rồi.